Sáng ngày 15 tháng 4, lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ mới tại quận Cầu Giấy, Hà Nội có sự tham dự của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, khu phức hợp mới dự kiến được xây dựng với tổng kinh phí 1,2 tỷ đô la Mỹ, sẽ là một trong những đại sứ quán có kinh phí cao nhất của Hoa Kỳ trên thế giới. Công trình bao gồm phòng trưng bày trên cao và sân hiên ngoài trời với tầm nhìn ra công viên. Thiết kế tòa nhà được lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long. Khách đến sẽ nhìn thấy ao sen trong khuôn viên khu phức hợp mới. Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam và là biểu tượng cho sự thanh cao, lòng cam kết và lạc quan về tương lai. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khẳng định, sự kiện này đã được chuẩn bị trong nhiều năm. Lễ khởi công này và đại sứ quán mới sẽ xây dựng thể hiện một bước tiến to lớn nữa trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác quan trọng giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Hiện nay, khu đất đại sứ quán Hoa Kỳ thuê để xây trụ sở có 4 mặt tiền nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy. Dự án có diện tích 3,2 hectare và được xem là biểu tượng cho mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tòa nhà mới của khu phức hợp đại sứ quán sẽ cao 8 tầng, Việt Nam cho thuê đất thời hạn 99 năm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ chia sẻ, chúng tôi sẽ có thể tăng số quầy làm thủ tục lãnh sự lên gấp 4 lần hiện nay. Nhờ đó, chúng tôi có thể cấp thị thực và hộ chiếu cho nhiều người và nhanh chóng hơn. Ước tính trong 6 năm xây dựng, dự án này sẽ cung cấp việc làm chất lượng cho khoảng 1.800 lao động địa phương, đồng thời đóng góp thêm 350 triệu đô la Mỹ cho nền kinh tế Việt Nam.